Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay sẽ mở đầu bằng những thông tin trong nước đáng chú ý. Sáng sớm nay, ngày mùng 6 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong đó, một cơn có thể mạnh lên thành bão và đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số 07 CDTU hồi 11 giờ 45 phút ngày 6 tháng 7 năm 2021. Theo đó, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành, chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động cấm biển. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê, sung yếu hoặc đang thi công giả soát sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khẩn trương tổ chức cắt tỉa cành cây, trăng chống, gia cố nhà ở, các công trình công cộng, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất thu hoạch diện tích lúa và hoa màu để giảm thiểu thiệt hại. Với vùng núi, kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, giả soát bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt, kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi sung yếu. Các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt triển khai ngay việc giả soát phương án sơ tán di dân, thời gian, hoàn thành trước 16 giờ chiều ngày 7 tháng 7 năm 2021. Chiều ngày 5 tháng 7, tại cuộc họp trực tuyến với Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu tỉnh Đồng Tháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào các cơ sở điều trị và không để thủng phòng tuyến chống dịch trong các bệnh viện. Tính từ ngày 24 tháng 6 đến sáng ngày 5 tháng 7, Đồng Tháp ghi nhận 259 ca mắc COVID-19, truy vết được 1.093 trường hợp F1 và 1.673 trường hợp F2, đang điều trị 228 ca. Tỉnh hiện có 4 điểm nóng với các ổ dịch ở Bệnh viện Đa khoa Sadek, Xí nghiệp Mai 6, xã Tân Phú Đông, thành phố Sadek, Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành. Phó Thủ tướng cho rằng Chủng mới của virus lây lan nhanh, do vậy tỉnh Đồng Tháp cần kết hợp hài hòa giữa xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR phù hợp với từng đối tượng, nhanh chóng phát hiện F0, kịp thời ngăn chặn dịch lây ra cộng đồng. Đồng Tháp cần tiến hành xét nghiệm nhanh đối với những người có triệu chứng để phát hiện sớm. Khi thực hiện xét nghiệm tầm soát ngoài cộng đồng, có thể sử dụng xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp, đảm bảo an toàn theo quy định khi có kết quả xét nghiệm phải cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ thống kể cả về nồng độ virus, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp phải quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung, triển khai thí điểm tổ chức cách ly F1 tại nhà an toàn, các lực lượng đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ, thực hiện đúng quy trình tránh lây nhiễm trong khi lấy mẫu xét nghiệm trong bức tranh FDI những tháng đầu năm, vốn đăng ký mới và tăng thêm của các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam tăng mạnh. Theo vụ thống kê công nghiệp và xây dựng, Tổng cục thống kê chỉ có vốn góp mua cổ phần trong 6 tháng đầu năm giảm, còn vốn đăng ký mới và tăng thêm của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước với mức tăng lần lượt 13,2% và 10,6%. Đang chú ý đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh cụ thể các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực của Việt Nam, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với 6,98 tỷ USD chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây là mức tăng rất ấn tượng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và được coi là điểm sáng trong bức tranh FDI những tháng đầu năm. Các chuyên gia kinh tế đánh giá rất tích cực khi làn sóng FDI lần thứ tư đang diễn ra và Việt Nam là điểm đến của sự dịch chuyển này. Song trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng khốc liệt, Việt Nam phải thích ứng chủ động sáng tạo hơn nữa trong thu hút đầu tư, có như vậy mới tận dụng được cơ hội từ làn sóng FDI thứ tư. Sau khi bãi bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học ngoại ngữ, Bộ Nội vụ đang kiến nghị giảm hơn 100 chứng chỉ bồi dưỡng bắt buộc với công chức viên chức. Việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đối với công chức viên chức được thực hiện từ năm 2003, số lượng chứng chỉ bắt buộc hiện tại lên tới hơn 200. Không phủ nhận hệ thống này góp phần chuyển hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, nhưng những mặt trái, gánh nặng của nó dường như ngày càng lớn hơn. Vì thế mới đây, Bộ Nội vụ ban hành thông tư chính thức bãi bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học với công chức chuyên ngành hành chính và văn thư từ ngày 1 tháng 8 đã tạo ra một tâm lý hết sức phân chấn với các công chức viên chức. Đây chỉ là hai trong số hơn 200 chứng chỉ đang tồn tại. Mới đây, Bộ Nội vụ đã chính thức đề xuất Thủ tướng Chính phủ giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn ngạch công chức, chiếm 27% số chứng chỉ công chức hiện hành và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, chiếm 60% số chứng chỉ viên chức hiện tại. Một số chứng chỉ chuyên ngành được đề xuất giảm gồm khối công chức giảm mạnh nhất là chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 15 trên 19 chứng chỉ, tương đương 79%. Khối viên chức, chuyên ngành y dược, đề xuất giảm 9 trên 18 chứng chỉ tương đương 50% chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, 9 trên 16 chứng chỉ tương đương 56% chuyên ngành giáo dục đào tạo, 13 trên 20 chứng chỉ tương đương 65% chuyên ngành thông tin và truyền thông, 18 trên 26 chứng chỉ tương đương 69% chuyên ngành lao động xã hội, giáo dục nghề nghiệp, 12 trên 15 chứng chỉ tương đương 80% Chuyển sang một số thông tin về tình hình dịch Covid-19 trong nước và quốc tế. Trưa ngày mùng 6 tháng 7, Bộ Y tế cho biết có thêm 248 ca mắc Covid-19 tại 11 địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục ghi nhận nhiều nhất với 209 ca. Đến nay Việt Nam ghi nhận tổng số 21.560 bệnh nhân. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày mùng 6 tháng 7 có 248 ca mắc mới. Bệnh nhân 21313 đến 21560. Trong đó, 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam, 4 ca Kiên Giang, 2 ca 242 ca ghi nhận trong nước. Thông tin chi tiết 242 ca ghi nhận trong nước gồm 1 ca ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn liên quan đến khu công nghiệp Vân Trung đã được cách ly, 4 ca ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa liên quan đến chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly. 12 ca tại tỉnh Phú Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Bắc Giang là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. 10 ca ghi nhận tại thành phố Hà Nội, 1 ca có tiền sử đi về Nghệ An. 9 ca là các trường hợp F1, kết quả xét nghiệm ngày 5 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. 6 ca ghi nhận tại tỉnh Long An, 2 ca là các trường hợp F1, 3 ca liên quan đến chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ca mắc nhất với 209 ca, trong đó 163 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 46 ca đang điều tra dịch tễ. Tính đến 12 giờ ngày 6 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 19.683 ca ghi nhận trong nước và 1.877 ca nhập cảnh. Đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 185 triệu ca nhiễm, hơn 4 triệu ca tử vong. Biến thể data lây lan nhanh, khó truy vết đang làm dịch bùng phát trở lại ở nhiều nước. Indonesia hôm qua ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao nhất từ trước tới nay với hơn 29.700 ca nhiễm mới, 558 ca tử vong. Hai tuần qua, số ca nhiễm mới tại Indonesia đang tăng đột biến, luôn trên 20.000 ca một ngày các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, công suất sử dụng giường bệnh trên cả nước ở mức trên 75%, thậm chí có nơi là hơn 90%. Các bệnh viện cũng đối mặt nguy cơ thiếu oxy trầm trọng. Indonesia đã gia hạn lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ tới ngày 20 tháng 7. Biến thể Delta cũng khiến Bangladesh phải kéo giải lệnh phong tỏa cho đến ngày 14 tháng 7 nhằm kiềm chế số ca mắc mới gia tăng. Các nhà máy được phép hoạt động nếu tuân thủ các quy định y tế trong khi tất cả các văn phòng vẫn đóng cửa, hoạt động giao thông vận tải tạm dừng, ngoại trừ xe chở hàng thiết yếu và cứu thương. Trong khi đó, biến thể Delta cũng đã khiến nhiều bang tại Mỹ chứng kiến sự gia tăng trở lại các ca nhiễm COVID-19, nhất là tại các bang có tỷ lệ người dân tiêm chủng thấp. Các chuyên gia nhấn mạnh, vaccine là biện pháp bảo vệ tốt nhất và cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại biến thể. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Sáng ngày 6 tháng 7, Ban tổ chức tỉnh ủy tiến hành sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thùy Anh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy sau tháng đầu năm, ban tổ chức tỉnh ủy đã tham mưu cho ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả về chủ trương nghị quyết, chỉ thị của trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ ba nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện về các quy định nêu gương. Tham mưu và hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu tốt công tác nhân sự, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần rất lớn vào thành công của cuộc bầu cử chủ trì tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 13 nội dung trọng tâm đã hoàn thành 3 nội dung, 18 chương trình đề án quy chế quy định hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu ban hành các kế hoạch, đề án số về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả các cơ quan khối Đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, sáp nhập Đảng bộ huyện, quyết định giao 1015 chỉ tiêu biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan khối đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị năm 2021, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đối với ba đoàn thể, xây dựng quy chế tuyển dụng công chức viên chức khối đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị trực thuộc tỉnh ủy chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng công chức viên chức năm 2021, dự thi vào 31 vị trí công chức viên chức của tỉnh. Về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, kiện toàn sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, kiện toàn bổ sung 13 đồng chí tham gia cấp ủy viên Đảng đoàn, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy huyện và tương đương. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 526 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 58.267 đồng chí với 582 tổ chức cơ sở đảng hội nghị thông qua chương trình hành động của Ban Tổ chức tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành tổ chức xây dựng đảng, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng đảng từ tỉnh đến cơ sở cần đổi mới tư duy chủ động trong công tác tham mưu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt các cấp chất lượng đảng viên công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt tri bộ tiếp tục kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, đề nghị các huyện Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục đổi mới ở khâu công tác tổ chức cán bộ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về công tác cán bộ sau sắp xếp các đơn vị hành chính. Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại điểm thi trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường trung học phổ thông chuyên cao bằng theo đó, tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội Chủ tỉnh có 133 thí sinh đăng ký dự thi, có 7 phòng thi. Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Cao Bằng có 236 thí sinh đăng ký dự thi, chia thành 10 phòng thi. Đến nay, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết cho kỳ thi, như cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước, thông tin liên lạc, phương án hỗ trợ học sinh khó khăn, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng thi dự phòng tại các điểm thi đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp của ban chỉ đạo kỳ thi cấp thành phố và các điểm thi ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đề nghị các điểm thi chuẩn bị các phương án phòng chống dịch đảm bảo yêu cầu của ngành y tế bố trí đủ lực lượng y tế để đo thân nhiệt trước khi các thí sinh vào phòng thi quán triệt quy chế thi các điểm thi phải đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, quan tâm giả soát chuẩn bị toàn bộ các nội dung để kỳ thi Trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo an toàn chất lượng, khách quan, trung thực. Sáng ngày 6 tháng 7, điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Hòa An tổ chức phổ biến quy chế thi cho cán bộ giáo viên và 275 thí sinh dự thi. Hội đồng thi Trung học phổ thông Hòa An đã tiến hành làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trường Trung học phổ thông Hòa An có 14 phòng thi, trong đó 12 phòng thi chính thức và 2 phòng chờ với 275 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 251 thí sinh trường Trung học phổ thông Hòa An với 208 thí sinh học lớp 12, 43 thí sinh tự do và 20 thí sinh trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện. Số thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp là 98 thí sinh, 180 thí sinh đăng ký dự thi để xét tuyển đại học. Đến nay Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hòa An đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi, phòng thi, điện chiếu sáng, quạt mát, bố trí các phòng chờ, có phương án bố trí nơi ăn nghỉ, làm việc hợp lý cho cán bộ coi thi, thí sinh xa nhà, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, lựa chọn trường trung học cơ sở nước 2 làm điểm thi dự phòng. Các phương án đảm bảo an toàn tại điểm thi, phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để ùn tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy và các tình huống khác có thể xảy ra công tác phòng chống dịch COVID-19 được đảm bảo. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.